Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả trẻ Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Chơi cầu cơ, đền mạng thật. Với dị truyện này sẽ đưa quý anh chị em đến với một đêm cầu cơ của các bạn trẻ. Trò chơi đã được truyền miệng qua thông tin đại chúng, sách báo và nó vẫn còn là một điều bí ẩn đến khi những quân cơ bằng tấm ván quan tài lại có thể cận giao tiếp với thực thể tâm linh huyền bí. Và để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào nội dung câu chuyện qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe chuyện xin khích lệ những người thực hiện kênh bằng cách like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ những câu chuyện hay tới người thân và bạn bè của mình nhé. Có như vậy thì kênh Truyện Ngọc Lâm mới ngày càng phát triển, cho ra những sản phẩm chất lượng hơn, phục vụ miễn phí tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân sinh trong cõi ta bà còn có lắm chuyện kỳ lạ mà người thường chúng ta chưa thể khám phá ra được, đại đề như là việc gặp ma. Theo quan niệm dân gian, ma là linh hồn của người chết còn vướng bận hồng trần, chưa thể siêu thoát. Kể chi tiết về việc ấy cũng còn có lắm điều huyền bí liêu trải. Quan điểm của Phật giáo là thần thức sau khi chết tối đa là 49 ngày thì tái sinh vào một thế giới tương ứng với nghiệp thức. Nếu đã tái sinh vào cõi khác thì ai tiếp xúc với các nhà ngoại cảm hay người có căn cơ? Tại sao có những người chết cách này hay hàng trăm năm vẫn tiếp xúc được với thế giới của người sống? Vậy thì cõi âm mà người chúng ta tiếp xúc được nằm ở đâu trong lục đạo sáu đường? Trước hết, Phật giáo không hề có quan niệm về một dạng sống được gọi là cõi âm. Thế giới quan của Phật giáo là vô lượng vô biên thế giới, hằng hà sa số thế giới, trong đó có thế giới ta bà gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hai cõi sắc và vô sắc là cõi giới của thiền định. Cõi dục gồm lục đạo là các loài trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Cõi âm hoặc âm phủ chỉ là quan niệm dân gian dùng để chỉ thế giới của người chết đối lập với cõi của người sống, tức là cõi dương. Đối với các bậc chân sư Phật giáo đã có chứng đạo hoặc khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm là chuyện bình thường, không có gì xa lạ cả. Những thiền sư nhờ tu tập thiền định mà có những thành tựu tam minh và lục thông. Trong đó, khả năng của các nhà ngoại cảm hiện nay có thể xem như là một phần nhỏ của thiên nhãn thông, tức là năng lực thấy rõ được mọi thứ, không căn ngại. Thiên nhĩ thông, tức là có khả năng nghe được tất cả các dạng âm thanh, hay là tha tâm thông, tức là năng lực biết được tâm ý của người cùng các chúng sinh khác. Sau khi chết, thần thức thường được trải qua giai đoạn trung gian, chuyển tiếp trước khi tái sinh. Khoảng thời gian cho giai đoạn mang thân trung ấm này tối đa là khoảng 49 ngày. Ngoại trừ hai trường hợp cực thiện và cực ác thì tái sinh ngay lập tức vào cõi trời hay là cõi địa ngục. Tuy nhiên, còn có những trường hợp đặc biệt của thân trung ấm do chết đột ngột, tức là đột tử, và chết một cách oan ức thì thần thức hoặc không biết mình đã chết, hoặc là do oán hận ngút ngàn mà cận tử nghiệp bám chặt, chấp thủ kiên cố vào trạng huống hiện tại, được gọi là các oan hồn, cần phải khai thị, giải nghiệp thì mới có thể chuyển kiếp, tái sinh. Trong các thân trung ấm, những oan hồn dân gian còn tiếp xúc được với những chúng sinh trong loài ngạ quỷ. Thế giới người âm rất đa dạng, phong phú và chia thành nhiều giai tầng. Chúng sinh là ngạ quỷ chiếm nhiều nhất so với các loài khác ở trong lục đạo. Những đối tượng mà con người gọi là ma quỷ, thần linh nói chung đều thuộc những giai tầng của loài ngạ quỷ này. Vong hồn được chia làm 3 cấp độ: vong hồn, vong linh và siêu linh. Vong linh chỉ hiển thiện khi nhận được nhiều thông tin cầu mong của người thân. Vong hồn thể hiện ở trần gian bằng cách nhập vào người, đó là chiếm đoạn tức thời hoặc là tương tác mạnh vào phần hồn của con người tạm thời, ta gọi là bị ma nhập và hiện tượng áp vong ngày nay. Trường hợp này chỉ xảy ra ở hai điều kiện thuận lợi, đó là chiếm đoạn tương tác mạnh, tạm thời cấu tố thần thức trong phần hồn của con người,
khi gặp người có thần thức yếu hơn, ký ức sống, tạm thời đẩy ra người yếu bóng vía, và thứ hai là năng lượng đủ lớn của vong hồn. Hiện tượng ma ám, ma nhập mà ta vẫn thường thấy là xảy ra do nguyên nhân trên thực tế rất hãn hữu. Nhiều người tin rằng chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp được với người thân đã mất thông qua các hình thức áp vong, gọi hồn. Có những người tự cho rằng mình bị ma nhập hoặc do áp vong, ma nhập làm cho điên loạn. Có người khi tham gia gọi hồn áp vong để tìm mộ cũng bị rơi vào tình trạng này. Và trong những sự ấy, con người thường không có giấu nổi sự tò mò về thế giới vô hình. Câu chuyện mà tôi kể cho mọi người sau đây là một câu chuyện về cách tiếp xúc với thế giới vô hình này. Chắc mọi người cũng đã từng nghe không ít thì nhiều về mấy chuyện cầu cơ rồi. Câu chuyện dưới đây không hề có sự xác thực đúng hay sai do bản thân không có hề tham gia. Nhưng tôi xin kể lại với mấy bạn về câu chuyện của một người chị họ của tôi trong dịp đi cầu cơ xin số đề. Câu chuyện này sẽ là xảy ra bình thường nếu như không có cái chết của bản thân chị ấy và ảnh hưởng đến cả gia đình của người bạn thân đó về sau. Tranh thủ lúc bà Ngạc ra ngoài giếng lấy nước, Ngọc Lan đến bên cạnh Đạt rồi nói nhỏ: "Ê, buồn chết đi được, chẳng có tivi, cũng không có điểm giải trí nào. Thế mà anh bảo là về quê của anh thì thú vị lắm. Em chỉ thấy ngoài không khí yên bình buổi sáng thì chán chết. Biết thế em đã không nghe lời anh rồi." "Không có buồn đâu." Đạt mỉm cười, gập lại chiếc laptop rồi nhìn Ngọc Lan và khẳng định chắc nịch: "Tại em lần đầu về quê nên chưa biết đấy thôi. Ở quê cũng có cái vui của miền quê vậy, đâu phải quanh năm khói bụi như trên thành phố tụi em. Nào, tôi nói có đúng không hả Toàn?" Toàn đang chóp chép nhai miếng xinh gum, nghe thấy Đạt cầu cứu thì chép miệng: "Ơi, vui gì đâu chứ, tao thấy chán ngắt. Biết thế rủ hai đứa mày về Hải Phòng quê tao rồi." Nga thì hùa theo: "Em đã nói anh rồi mà." Vừa phụng phịu, Ngọc Lan đưa mắt hướng về phía cửa, canh chừng. Dù đã được giới thiệu là người yêu, nhưng Ngọc Lan không có dám tỏ ra thân mật quá đối với Đạt như khi ở thành phố trước mặt ba mẹ của cô. Mẹ đã dặn kỹ cô trước khi xin phép lên xe về thăm gia đình Đạt để nhân chuyến nghỉ hè: "Con đi chuyến này phải nhớ, nhập gia thì tùy tục. Dưới quê người ta phong kiến lắm, rất ghét mấy chuyện trai gái thân mật cùng nhau." "Đừng sợ, mẹ anh không có khó lắm đâu." Như hiểu ý của người yêu mình, Đạt nghịch ngợm hôn lên môi của Ngọc Lan một cái: "Ở quê, nhưng bà tân tiến lắm. Không tin thì em cứ thử hôn anh một cái trước mặt bà là biết." Lời chưa dứt, bà Ngạc chợt bước lên với cây đèn dầu. Bà đi nhẹ quá, làm cho ba người không kịp phát hiện ra. Đến khi nghe thấy tiếng động thì giật mình quay lại. Đã muộn mất rồi, bà đã ở sau lưng. Mẹ... Ngượng ngùng, Đạt nhẹ đẩy Ngọc Lan ra khỏi người của mình để khỏa lấp. "Làm gì má cứ bận rộn hoài vậy? Ngồi chơi với chúng con một lát đi." "Chơi gì nữa?" Bà Ngạc vặn nhỏ cây đèn xuống, giọng nói trầm khàn lại cất lên liên tục: "Tối rồi, bà đỡ chúng bây đi ngủ cho khỏe đi. Cả ngày ngồi trên xe rồi, không biết mệt hay sao. Đi ngủ." Đôi mắt của Ngọc Lan mở lớn nhìn Đạt, như hỏi: "Chưa 8 giờ mà đã lên giường ngủ rồi ư? Làm sao mà ngủ được?" "Ừ thì ngủ." Không nhận ra cái vẻ kinh ngạc của Ngọc Lan, bà Ngạc thản nhiên gật đầu. Thằng Đạt với thằng Toàn ngủ ngoài bộ ván gỗ. Ngọc Lan vào buồng ngủ với bác. Mùng bác đã răng rồi, để bác cài cửa lại. "Khoan mẹ ơi!" Đạt vội kêu lên. "Chúng con chưa buồn ngủ đâu. Ở thành phố thức khuya quen rồi, giờ chui vào mùng ngộp chết. Mẹ cho tụi con đi chơi một chút." "Đi chơi?" Bà Ngạc trợn mắt. "Giờ này mà còn đi chơi, tụi bay muốn đi đâu? Có gì mà chơi chứ?" "Thì đi vòng vòng tâm sự." Đạt nheo mắt ra hiệu cho bà Ngạc, làm Ngọc Lan xấu hổ quá trời. "Vậy đó, người ta yêu nhau mà, mẹ có hiểu không? Con muốn dắt hai bạn ra triển sông hóng gió. Trên sông làng mình chả đẹp có tiếng còn gì. Đám thằng Quý, con Phương, con Hà cũng hẹn tụi con rồi mà." Nói đến đây, Đạt chợt tủm tỉm cười. Hạnh phúc nghĩ đến những nụ hôn của mình sẽ dành cho Ngọc Lan trên triển sông ngập ánh trăng thượng tuần thơ mộng. Từ nhỏ,
Đạt đã bao lần theo đám bạn mình đến rình xem người lớn đến đây tâm sự. Bao trò nghịch phá của lũ quỷ tụi anh đã làm cho người lớn phải điêu đứng khổ sở rồi. Đạt vẫn chưa quên lần đó có một đôi nhân tình lẻn vào gốc đa âu yếm đã bị bọn anh giấu sạch áo quần, báo hại cho cô gái một phen xấu hổ. Hiện bây giờ anh và Ngọc Lan đã vào đó, có bị lũ oắt con nào nhìn trộm hay không? Cái gì? Ra triển sông chơi à? Giọng bà Ngạc chợt la to, cắt ngang dòng suy tưởng đầy lãng mạn của Đạt. Không được đâu, triển sông làng mình bây giờ nhiều ma lắm. Toàn nghe thấy tiếng ma thì không kìm được nét tò mò trên khuôn mặt, đôi mắt sáng lên nhìn bà Ngạc rồi hỏi dồn: Ma? Có ma sao hả bác? Bà Ngạc gật đầu khẳng định: Có. Nhưng chuyện tâm linh ở cái làng còn nặng tư tưởng phong kiến này có một sức ảnh hưởng lớn lắm, chỉ có chứng kiến mới thấy thì nó đáng sợ thôi. Triền sông nơi có bãi bồi, đó là một vùng nước trũng, hàng năm dân làng này vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi dạt vào, toàn là tứ cố vô thân nên người ta hỏi nhau chôn vội ở ngay cái bãi bồi rồi đặt tên là bãi chết trôi đấy. Ngừng một hơi, bà Ngạc trao mày lại tiếp lời: Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều những âm hồn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma gia thường bắt một người xuống để mà thế mạng. 3 năm liền chết những mười mấy mạng người, làm cho làng và nhân dân lo lắng lắm. Nên bãi chết trôi đó hầu như chẳng còn ai lai vãng. Người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay là tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh dờn tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu, cuồn cuộn phù sa. Đạt nghe đến đây thì cười lớn rồi ngắt lời: Trời đất ơi, mẹ lại mê tín rồi. Thời buổi công nghệ thông tin bền mẽo, người ta còn phóng tên lửa lên mặt trăng kia kìa mẹ, chứ ở đây mà ma với quỷ. Con là con không sợ ma đâu, chỉ có lũ quỷ con mà thôi. Đạt cười rồi nắm lấy tay của Ngọc Lan kéo dậy: Đi em, đi xem danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở quê anh đi. Toàn thấy thế thì cũng nhanh chân xỏ dép lao vội ra ngoài, như sợ bà Ngạc ngăn cấm. Dạ thưa bác, con đi ạ. Ngọc Lan cúi đầu chào lý nhí rồi bước theo hai người. Giọng của bà Ngạc la to đuổi theo: Đi đâu thì đi, không có được ra triển sông đâu đấy nhá. Mẹ nói thật, ở đó bây giờ nhiều ma lắm. Sao hả? Đi một hơi đến bờ đất, Đạt mới dừng chân, quay lại nhìn Ngọc Lan và thằng bạn thân tên Toàn cười trêu chọc: Mẹ anh bảo bãi bồi ở triền sông nhiều ma lắm, hai người có dám đi hay không? Sao mà không dám chứ? Ngọc Lan nghiêng đầu cười tươi như là hoa nở. Anh đừng có hù em không tin trên đời này có ma đâu. Toàn cũng vậy, cũng không tin vào chuyện ma quỷ hoang đường, nhưng để dọa người yêu và thằng bạn thân, Đạt vờ nghiêm nét mặt: Em đừng có nói cứng, một lát gặp ma rồi lại khóc ầm ĩ lên. Nói thật cho em biết, anh đã từng gặp ma rồi đấy. Thôi thôi thôi, đừng có xạo quá ông ạ. Toàn bật cười giòn tan rồi đưa mắt nhìn quanh bảo: Đúng là ở quê có nhiều cái thật lạ đấy. Bãi chết trôi, người vô danh cũng trở thành danh lam thắng cảnh được. Nghe thằng bạn nói, Đạt lại tủm tỉm cười. Không có nói gì, Đạt nắm tay của Ngọc Lan lặng bước đi trong đêm. Chẳng hôm nay sáng quá, soi tỏ bóng của 3 người chập chờn trong bóng lá, tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn với tiếng gió đêm, yên bình đến lạ, cảnh quê đẹp như tranh vẽ vậy. Kể thêm một chút về Ngọc Lan, cô vốn là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và là người yêu của Đạt đã mấy năm nay. Nhân dịp nghỉ hè, Ngọc Lan xin phép gia đình về thăm người yêu cũng như để thay đổi không khí. Ba mẹ cô vốn có cảm tình với Đạt nên đã gật đầu đồng ý luôn. Theo cùng 2 người còn có Toàn là bạn chí cốt của Đạt. Toàn học khác khoa nhưng trọ chung phòng ký túc, tính ra cũng quen nhau gần 5 năm ròng. Nói rồi không có đợi Đạt kể lể thêm, Toàn và Ngọc Lan cũng đã tung chân chạy trước. Bóng của 2 người chập chờn khuất sau hàng tre tùm đang lòa xòa xuống mặt nước sông ngập trong ánh trăng. Vừa đặt chân lên triển sông, mũi Đạt đã chun ngay lại. Trời ơi, hôi thối quá. Bọn tình nhân chết tiệt này, đến tâm tình rồi còn tè bậy,
thật là bệnh quá đi. Đạt lưỡi trách động một câu, nhanh chân bước nhanh hơn, đến ngồi vào chiếc ghế đá dưới cây đa cổ thụ mọc ngay ở bến nước. Mỉm cười, lắc đầu chào thua tính hiếu kỳ của Ngọc Lan và Toàn. Đạt hít một hơi đầy lồng ngực, rồi thong thả trên mặt đường đất. Quen thuộc quá, lòng Đạt nao nao một cảm xúc, tuổi thơ như vụt về đầy ắp. Mấy năm rồi, lần đầu tiên Đạt mới đặt chân lên đến triền sông, gắn liền với một thời tuổi thơ phá phách của mình. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn không có gì thay đổi, vẫn là triền sông thơ mộng, nơi đám trẻ con trong xóm hay nô đùa. Cúi nhặt một trái ổi chín cây rụng dưới chân, Đạt thầm ngạc nhiên cho đám con nít quê mình. Bọn chúng bây giờ ngoan quá, trái chín vàng cây, rụng đầy đất cũng không có thèm nhặt, chẳng bù cho bọn bạn Đạt ngày trước. Tất cả trái cây xung quanh triền sông này, giờ ngon, to nhỏ gì cũng đều nhặt sạch, không có chừa. Thấp thoáng xa xa có mấy bóng người đứng ở đó, Đạt định thần nhìn kỹ thì hóa ra là bóng dáng của người yêu mình, thằng Toàn và hai đứa bạn từ thời nối khố. Thoáng thấy bóng của Đạt đang từ từ tiến lại, thằng Quý đã cất tiếng lên oang oang. Trời đất, sao? Hôm nay mày rủ chúng ta ra đây có trò gì vui? Mà sao không chọn chỗ nào, lại kéo nhau ra triền sông vậy chứ? Thằng Hà cũng hùa theo. Có gì thì mày nói luôn đi, chiều giờ cứ ấp a ấp úng, làm cho chúng tao tò mò quá. Đạt ra chiều bí hiểm rồi nói, hôm nay tao sẽ cho chúng mày đi chơi cầu cơ. Thằng Hà nghi hoặc hỏi lại, cầu cơ? Có phải dùng cái bàn gỗ với con cơ để gọi hồn người chết hả? Tao có nghe nói qua, nhưng mà không có rành lắm. Đạt gật đầu, giọng nói thì như thách thức. Sao, chúng mày sợ à? Quý nhếch mép. Sợ? Từ bé đến giờ, bọn này có biết sợ cái gì đâu. Đạt gật đầu rồi hất hàm hỏi Toàn. Nãy mày có mang theo đồ nghề tao chuẩn bị không đấy? Toàn vỗ vỗ tay vào cái ba lô rồi gật đầu hỏi, thế chơi ở đâu? Đạt chỉ tay vào dãy mộ bia, là nơi chôn thây mấy chục cái xác đang dạt về làng này rồi, đã dạt về ngôi làng đây, trong khu mả hoang kìa. Cả đám bàn tán xôn xao, rồi thống nhất cùng nhau đi sâu vào khu vực ven sông, nơi dưới bãi bồi có đám mả hoang. Địa thế ở khu mả này gần với bờ sông phía sâu bên trong, đường vào chạy xe không có được, nên chẳng sợ việc người nào đó làm phiền khi nhập lễ. Theo Đạt nó là như vậy. Vạch hết đám cỏ dại cao ngang hông người, cả đám tiến sâu vào bên trong. Mấy chục ngôi mộ hoang tàn, cỏ đã mọc kín mít, chân nhang của mấy cái bát nhang đã lâu không có người thắp, giờ bạc phách, trơ ra từng đoạn như là đốt ngón tay. Phần cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho mấy chục cái bát nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Đạt đi đầu, cái đèn pin trên tay khẽ lia một lượt soi tỏ cái miếu nhỏ được người làng tạm thời lập nên để mà thờ cúng cho những người xấu số đã chết vì con nước vũng xoáy đầy nguy hiểm này. Ngọc Lan khẽ thở dài, thương cảm cho những người xấu số phải chết ở cái nơi hoang vu hẻo lánh. Vì đồng cảm với cảnh ngộ của họ, Ngọc Lan tiến gần tới những cái miếu thờ, chọn một khu đất bằng phẳng nhất, bắt đầu khấn vái lầm rầm. Thương cảm cho những con người xấu số đã phải bỏ mạng tại nơi này. Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan, là người thành phố. Nay tôi ghé qua đây, mới được dịp thắp nhang cho mọi người nén nhang. Mọi người nghe thấy tôi khấn vái, thì xin sau này phù hộ cho tôi. Nếu được như vậy, thì tôi xin lạy tạ khói hương không ngớt. Ngọc Lan lầm rầm khấn xong, tuy không có que nhang, nhưng vẫn có mấy điếu thuốc lá. Cô cắm vội mấy điếu thuốc lá xuống dưới miếng đất mềm thay cho que nhang, rồi khấn vái như thường. Xong việc, Ngọc Lan đứng lên phủi lớp bụi dính vào áo quần, rồi rảo bước quay trở lại chỗ mấy người đang đợi. Chả biết sao, là cái sợ lấn át tinh thần mà cái cảm giác cơn gió ở đây nó lại lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua ngang vai. Như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào vậy. Sau khi ngó nhìn một hồi và chọn được nơi ưng ý, Đạt cùng Toàn mới lấy ra một tấm gỗ nhỏ, rồi cả đám nhìn nhau nói. Bàn cơ đây, không phải tấm gỗ mục như chúng mày đã thấy đâu,
Nó là tấm gỗ được cắt ra từ tấm ván hòm của người ta đấy. Hà khẽ nhăn mặt nói, mày có chắc không? Mà mày lấy được ở đâu vậy? Đạt lắc đầu không đáp, chỉ đáp nhát gừng. Có thế cơ mới linh được. Đạt dương dương tự đắc nhìn đám bạn đang trao mày quan sát. Trên miếng gỗ đã mục rỗng mấy phần, đó là khắc đủ các loại chữ cái từ A đến Z, 0 cho đến 9. Hai bên có dòng chữ ma, quỷ, thần, thánh phân đều ra bốn góc. Đạt cẩn thận thắp lên một ngọn đèn cầy, ba nén nhang cũng nhanh chóng bắt lửa đỏ rực. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Đạt móc ra một đồng xu nhỏ nhìn khá cũ kỹ trong túi áo ngực, rồi trịnh trọng để ở giữa tấm gỗ. Ba người lúc đầu chơi là Đạt, Ngọc Lan cùng Toàn, chỉ có Hà và Quý ngồi xem vì chưa biết cách chơi, với lại để coi xem như thế nào. Ba que nhang bắt lửa rồi tắt ngúm, tỏa ra làn khói trắng lờ mờ, làm khung cảnh lễ cầu hồn có phần trang nghiêm, nhưng không khí chụp lấy cả đám dường như nặng nề hẳn. Ngọc Lan có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè, khó nhọc của thằng Toàn, ngay cả tiếng tim mình đập ình ịch, Ngọc Lan cũng nghe rõ mồn một. Khi ba cây nhang vừa mới xuống dưới đất, Quý bắt đầu lầm rầm đọc bài chú. Ngọn đèn cầy hắt ra từ phía ánh sáng là một màu đỏ quạch như màu máu, rọi cả vào đám cỏ dại đang bao quanh mấy người. Gặp gió khẽ lay động lướt thướt, thứ màu đỏ nhức nhối trong nhang khói. Nép mình cúi đầu cùng với mấy người đang căng mắt theo dõi, Ngọc Lan cố giỏng tai nghe xem người mình yêu đang khấn những gì, nhưng chỉ là ập è âm thanh xin xít ở nơi đầu lưỡi. Hay bay lơ lửng là đà trên không, hồn ai vất vưởng la đà gần đây. Dù là người cứng bóng vía, cũng đã chơi cầu cơ mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Ngọc Lan lại cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở, dù gió ở trên sông tạt vào làm khó nhọc lắm. Quý và Hà mới giữ được ngọn đèn cầy không có tắt đi. Không gian giặt một màu vàng nhờ nhợ của cái ánh trăng thượng tuần. Tiếng nước vỗ bì bọt vào mé bờ, tiếng cú mèo ăn đêm gào lên từng tràng, làm cho không gian vốn đã âm u nay lại càng rờn rợn đến độ ma quái. Đọc xong bài chú, cả ba đặt ngón tay lên đồng xu. Lạ thay, khoảng một lúc lâu không có thấy gì, Đạt mới đọc lại bài chú khoảng 2-3 lần thì tự nhiên ba que nhang và đồng xu rung rung lên. Trước con mắt kinh ngạc của Quý và Hà, bất thình lình đồng xu bỗng chạy xung quanh tấm gỗ. Thoáng nhìn nét mặt của Toàn khi để ngón tay lên cũng run run rồi, nhưng cố để im. Hà và Quý ngồi ngoài không biết thật hay không thì càng tò mò cúi đầu vào xem. Ngay lúc đó thì Đạt mới hỏi, cho hỏi là thần thánh hay là ma quỷ vậy? Đột ngột, đồng xu như có một sức mạnh vô hình tác động vào nên xoay một hồi rồi kéo về chữ ma. Cả đám giật mình nhìn nhau, nét mặt ai nấy cũng đã hiện lên cái sự hoang mang vô hình. Đạt mắm môi hỏi tiếp mấy câu, vòng đã chết bao lâu rồi? Vì sao lại chết? Đổi lại chỉ là âm thanh khào khào thoát tục không có thành tiếng. Ngọc Lan sững người, mặt tái mét không có dám thở mạnh. Hà và Quý ngồi vào xem mà không biết mình có nên tin hay không, mà thấy hơi rần rợn. Ngay lúc đó, mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, ánh trăng thượng tuần nhanh chóng mất hút, trả lại cái không gian xung quanh tối om, cũng khiến cho ai cũng rợn da gà. Nói chuyện hồi lâu cũng chẳng nghe được tiếng gì. Đạt cùng Toàn đẩy đồng xu về chỗ thăng rồi chúc cho hồn ma kia. Hà và Quý trái lại chẳng có tỏ ra là sợ sệt, vốn là hai kẻ cứng bóng vía, lại thấy trò cầu cơ này là lạ nên cũng thích thú nên hối thúc. Sao chúng mày lại dừng rồi? Chơi thêm đi. Đạt gật đầu nói, thế đi cờ bốn người, em ra ngoài để hai thằng chúng nó vào đây thế chân nhé. Ngọc Lan gật đầu rồi đứng dậy nhường chỗ cho Quý và Hà. Bốn gã thanh niên đặt bàn cầu cơ lên trên đùi rồi tiếp tục lễ cầu hồn lần thứ hai. Lạ thay, lần này Đạt khấn lên đến 3-4 lần cũng không có thấy gì xảy ra. Hà và Quý nghĩ nãy chắc mấy người thông đồng chọc mình. Vừa lên tiếng định chửi Đạt thì bỗng đồng xu rung lên một cách dữ dội. Bốn gã cảm thấy một dòng khí lạnh từ đồng xu
chạy dọc vào ngón tay, ngấm vào mạch máu và lan ra tứ chi đờ đẫn, mất hết cả sức lực. Mặc cho đám người gây ra chứng kiến cảnh đồng xu xoay tít lên tấm gỗ rất nhanh, Đạt run run hỏi: "Cho hỏi là thần thánh hay là ma quỷ vậy?" Vừa mới thốt ra thì đồng xu bỗng đứng yên lại, rồi những ngón tay bốn gã như bị dính chặt vào đồng xu, và có một sức mạnh vô hình kéo đi từ từ rồi dừng lại ở chữ quỷ. Lúc này đây, Đạt giật mình hoảng hốt, hất nguyên cả bàn cầu cơ lên, bởi vì gặp quỷ là không tốt rồi. Nhưng sai lầm của gã là đã không đẩy vào chữ thăng mà hất lên là một điều cực kỳ đại kỵ trong trò chơi gọi hồn này. Đạt ngây người ra mất mấy giây rồi gào lên: "Đi, đi mau, có quỷ!" Hà và Quý chứng kiến cảnh Toàn cắm đầu chạy bán sống bán chết, lại thêm cái cảnh bàn cầu cơ bị hất tung lên. Liền sau đó, Đạt cũng kéo Ngọc Lan bỏ chạy thục mạng. Biết có chuyện chẳng lành nên cả hai tái mét mặt, theo bản năng cũng bỏ chạy cắm đầu theo. Đường vào khu mả chỉ có một lối vào duy nhất, lại ngập trong cỏ dại và ướt đẫm sương đêm. Lỡ ngớ như thế nào thì thằng Toàn chạy đầu lại trượt chân ngã, báo hại cả bốn đứa sau đều đã ngã chúi người. Cả đám cuống cuồng hò nhau đứng dậy, chạy thì bất thình lình một luồng gió cái mang theo, cái lạnh lẽo tột cùng sộc thẳng vào như một bàn tay vô hình, cứ túm chặt cả bọn làm mỗi bước chạy đều nặng như đeo đá. Luồng âm phong làm cho ngọn đèn cầy giạt đi rồi tắt lịm, để lại một luồng hơi trắng đục cuộn lên rồi tan đi. Dưới cái ánh sáng le lói hắt ra của trăng rằm vừa ló ra khỏi mây đen, cả đám năm người giật mình rú lên kinh hãi. Đập vào mắt của họ, ngay phía sau, chỉ cách độ mấy mét là sự việc vô cùng dị thường. Đồng xu cổ ban nãy lúc này đang bay lên rồi tự gõ vào tấm gỗ những cái âm thanh khô khốc trong đêm vắng. Tiếng gõ ấy phát ra rõ mồn một đến chói tai. Lẫn vào đó là chàng cười hi hí đã vang vọng lạnh cả sống lưng. Thanh âm ấy nửa như dọa nạt, nửa như trêu ngươi. Thần chí cả đám lúc này đã lên mây, mạnh ai nấy chạy. Đến lúc ra được triển sông, mặt mày ai cũng đều tái nhợt, tựa hồ cắt không còn một giọt máu nào. Ngọc Lan hãi hùng rồi lắp bắp: Về thôi các anh ơi. Tiếng ấy chưa thốt ra thì Hà giật mình run rẩy: Đạt, thằng Đạt đâu? Bốn người còn lại lúc này mới sực tỉnh vì chẳng có thấy Đạt đâu cả. Toàn lùi hẳn lại mấy bước lắp bắp, nét cứng cỏi ban nãy đã mất sạch. Không phải là nó đã kéo theo em chạy hả Ngọc Lan? Ngọc Lan bủn rủn tay chân lắc đầu: Lúc nghe thấy tiếng cười ấy là em đã chạy đầu tiên cơ mà. Quý tái mặt rồi nghiến răng: Chết rồi, khéo nó ngất ở trong khu gò mả thì nguy to. Đi, quay lại tìm nó đi. Không đợi Quý hối thúc, cả đám lại nép vào nhau. Mấy cái đèn pin đồng loạt soi rọi vào lối đi, rậm rập dẫn vào khu gò mả rồi gọi lớn: Đạt ơi, mày đâu rồi? Đạt ơi, anh đâu rồi? Trả lời em đi. Gọi 3-4 lần mà vẫn không thấy Đạt đáp lại. Sợ Đạt vấp té ban nãy nên cả bốn đã đánh bạo nép vào nhau mà dò dẫm tiến lại hướng cũ để mà đi tìm người. Đang đi được một lúc thì Ngọc Lan giật mình khi thấy có một bóng đen đang đứng gục đầu ngay sát bụi cỏ cao gần bờ sông. Hoảng hồn lia đèn qua chỗ đó, cô run giọng nói: Đạt, anh ấy kia kìa. Ba gã thanh niên nhận ra hình dáng quen thuộc của Đạt thì cũng đỡ chột dạ phần nào. Lạ thay, lúc ánh đèn quét qua, cả đám hoang mang khi thấy Đạt chẳng thèm nhúc nhích, đầu gục xuống như là một con rối, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc. Toàn đánh bạo lên tiếng gọi: Thằng kia, sao mày không về? Hay là bị ma quỷ dọa cho đái ra quần rồi hả? Hà và Quý cũng lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên là không có thấy Đạt trả lời. Đang định chạy tới thì cả đám rụng rời chân tay vì bụi che già trước mặt đột nhiên rung lên bần bật như có người lay. Tiếng che già phát ra âm thanh cọt kẹt rợn tóc gáy. Chưa kịp định thần thì bất ngờ tiếng sột soạt phía sau lưng phát ra hệt như tiếng chân người đạp trên lá khô vậy. Theo phản xạ tự nhiên, cả đám bần thần quay lại thì nghe tiếng người cười trong bụi cỏ. Vẫn là tiếng cười hi hí lạnh sống lưng. Hoàng hồn lui lại thì bụi cỏ lại im lặng không có gì cả.
Đến cả tiếng gió dường như cũng im bặt. Cả đám mặt xanh như tàu lá chuối, bấm bụng quay qua tìm Đạt thì một lần nữa đã thất kinh vì Đạt đã biến mất từ lúc nào rồi. Lúc này cả đám đã sợ hãi đến run người. Đi tìm thì sợ, mà không đi tìm thì chết. Khuôn mặt ai nấy cũng đều rơi vào cái trạng thái hoảng loạn, mồ hôi thì ướt đẫm cả người, thần kinh căng ra giữa cái bầu không khí u tịch còn thoảng mùi khói nhang. Cả đám không ai bảo ai, cùng mau mài trở lên triển sông. Đến lúc này thì Quý mới dám thở dốc, gạt đi cái mớ mồ hôi đang chảy ra đầy trán, thấm vào con ngươi đã cay xè mà nói: "Có khi thằng này bị ma giấu rồi. Chúng mày về báo cho người nhà đi, tao cũng về báo cho dân làng biết một tiếng." Tin của thằng Đạt bị ma giấu đồn ra nhanh lắm. Chỉ độ 15 phút sau, triển sông làng này đã dợp bóng ánh đuốc, ánh đèn pin. Bà Ngạc cũng có mặt, nước mắt nước mũi thì cũng giàn giụa mà gào tên của con trai đến khàn cả giọng. Cả đám giấu nhẹm việc gọi hồn ma ở bãi mả hoang mà bịa ra lý do Đạt đã ra bãi bồi đi vệ sinh rồi chẳng thấy quay về. Bãi bồi hoang vắng này có diện tích khoảng 2 công đất nên có chiều to lớn lắm. Đám dân làng thì thi nhau vạch bờ vạch bụi, ánh đuốc thì bập bùng rọi đến từng ngóc ngách rồi réo tên của Đạt. Nhưng lạ thay, Đạt cứ như là bốc hơi đi vậy, bặt tăm bặt tích. Ngọc Lan cũng khóc rưng rức theo chân Toàn cùng hai người bạn tham gia vào đám người tìm kiếm. Lúc đi ngang qua khoảng đất khi nãy ngồi để mà chơi cầu cơ, Ngọc Lan kinh hãi rú lên nho nhỏ. Cô lùi lại hẳn, đứng nép ở phía sau của Toàn khi thấy đồng xu cứ xoay tròn ngay ở ô quỷ, trong khi không có ai ngồi ở đấy. Ba gã thanh niên đứng xung quanh lạnh cả người, không ai bảo ai, cùng nhau nhìn một cách ngây ngốc. Chưa kịp hoàn hồn thì bất thần một bóng đen vụt qua trước mặt. Thân ảnh đó cũng đã quen lắm. Ngọc Lan cuống cuồng lao theo rồi gào lên: "Đạt! Anh Đạt ơi!" Cả đám dân làng nghe thấy có tiếng gọi thì lục tục kéo nhau đi về hướng đó. Chỉ thấy trên nền đất bằng phẳng còn đọng một vũng nước bùn màu vàng nhạt, tỏa ra cái mùi hôi thối cực độ. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một tiếng ùm vọng lại, hệt như có người ôm tảng đá lớn mà ném xuống sông, làm cho ai nấy đều giật mình tái mặt. Mọi người kinh hồn chạy ra phía bờ sông. Tới nơi thì bà Ngạc rú lên một tiếng thất thanh rồi lăn ra đất ngất lịm đi, khi thấy con trai của mình đang nằm ngay dưới lòng sông, thân hình thì dập dềnh, mặt úp sấp trên mặt nước gần bụi cỏ lúc nãy. Thằng Đạt chết trương bụng từ bao giờ vậy? Chứng kiến cái sự ấy, cả làng không chậm chân cùng họ nhau đem thi thể của thằng Đạt lên trên bờ. Hơn chục gã thanh niên lực điền kéo cái xác của Đạt lúc này đã là cái thây vô hồn, khuôn mặt thì tím tái, hai mắt thì trợn lên trừng trừng, dường như trước lúc chết đã nhìn thấy cái điều gì ghê rợn lắm. Ngọc Lan gào lên từng tiếng man dại. Lạ thay, khi cô nhào vào ôm lấy xác của người yêu thì hai hốc mắt của Đạt trào ra toàn máu đỏ tươi. Mọi người chuyển xác Đạt về trong đêm bằng cáng. Mới vừa đặt chân lên triển sông theo đoàn người chuyển xác người yêu về, bất thình lình Ngọc Lan nghe thoang thoảng trong gió có tiếng ai gọi tên mình vậy. Thanh âm của tiếng nói ấy cứ khào khào như bị bóp nghẹt ở trong cổ họng, khiến cho Ngọc Lan lạnh người. Cô ôm chặt lấy bà Ngạc, lúc này thì đã lịm dần đi, mà thần trí cô cũng đã hoảng sợ tột cùng. Một nỗi bất an vô hình đã len lỏi vào tâm trí, nhanh chóng lan ra tứ chi. Nỗi sợ vô hình đó cứ bóp nghẹt lấy cơ thể và khối óc. Ngọc Lan không dám quay lại, dù rõ ràng cô có cảm giác như có ai đó đưa một bàn tay lạnh ngắt tới gần sát gáy của mình, làm cho cô rùng mình nổi cả da gà. Toàn cũng mặt mày thất thần, chỉ biết hối thúc đám thanh niên đi nhanh rồi về nhà. Dường như chứng kiến được cái chết của Đạt có gì đó ma quái lắm, cho nên Quý đã cắn răng đem chuyện chơi cầu hồn ra để kể với ông trưởng tộc. Ông trưởng tộc bực tức trách móc vì dám dây vào ma quỷ, không biết điều để mà xảy ra cái sự thể như thế này. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nên an ủi mấy câu vì biết đám Quý cũng đã một phen sợ khiếp vía. Xác của Đạt được chuyển về nhà vào lúc gần 11 giờ khuya. Hà và Quý ở lại với gia đình để giúp đỡ tang ma cho Đạt. Cùng lúc ấy trên đường làng,
tiếng bàn tán cứ như thể bắt đầu xôn xao, tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre già, tiếng chó chu tạo nên một đống âm thanh hỗn độn ma quái lắm. Nhà bà Ngạc lúc này đã nhốn nháo người, dân làng nghe tin người ta vớt xác của Đạt chết đuối ở bãi bồi cạnh đám mạ hoang, nên kể cả là khuya khoắt họ cũng mò sang có chiều mỗi lúc một đông hơn. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt. Mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình bà Ngạc đang ngồi đần mặt ở chiếc bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ. Bà Ngạc ban nãy liệm đi, giờ thì đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trợn trừng hai mắt của con trai của mình mà đã gào khóc váng cả lên. Chứng kiến cái khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau, kẻ an ủi bà Ngạc, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt, khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm, thê lương bao trùm lấy căn nhà làm ồn ào cả một góc làng. Đặt chết không biết giờ tử, cho nên điều đó là tối kỵ lắm. Dân gian còn gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Mấy người họ hàng cứ chọn đại một giờ tốt để mà tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở cái làng đây. Ngọc Lan khóc cạn nước mắt, cô run rẩy đứng cạnh cái giường nơi xác của Đạt nằm ở trên đó. Tấm khăn trắng phủ cả mặt để che đi phần nào cái sự tang thương. Đột nhiên cơn gió ở đâu ùa tới, làm tấm vải che mặt bị thổi rơi ra. Bất thình lình đôi bàn tay lạnh ngắt của cái xác thò ra chụp lấy cổ tay của Ngọc Lan. Cùng lúc đó, Đạt đang ngẹo đầu, nhăn răng nhìn Ngọc Lan rồi cười hí hí. Ngọc Lan kinh hãi rú lên rồi choàng bật dậy. Hoảng hồn giật mình nhìn lại, thì ra nãy giờ là một giấc mơ. Hóa ra vì quá đau buồn nên cô đã gục bên xác của Đạt từ lúc nào mà không hay. Dẫu biết chỉ là cơn mộng mị, nhưng cảm giác lành lạnh cứ dâng lên ở trong người. Ngọc Lan thở dài, chậm chậm tiến ra phía trước nhà, ngồi với đám Toàn và Quý. Đám rạp bạt đã được dân làng và họ hàng nhà bà Ngạc dựng xong xuôi. Ngó nhìn vào bên trong nhà sư thầy, và dân làng cũng đang lục đục chuẩn bị tang sự cho Đạt. Bà lòng của Ngọc Lan thì đau lên từng đoạn. Toàn là bạn thân chí cốt của Đạt, chứng kiến cái cảnh bạn mình chết cứng ở lòng sông thì thương cảm khóc đến sưng húp cả mắt. Thấy Ngọc Lan thất thần như người mất hồn, gã tính lên tiếng an ủi mất mấy câu. Chưa kịp cất lời, lúc ánh mắt vô tình lướt qua hàng rào bằng dậu dâm bụt, Toàn kinh hãi rú lên rồi ngã bệt ra đất. Trước khi hãi hùng ngất lịm đi, Toàn còn kịp lắp bắp bằng một câu đứt quãng. Đạt nó đứng ở ngoài cổng kìa. Cả đám giật mình, nhìn theo hướng tay của Toàn chỉ, nhưng chỉ thấy là một màn đêm âm u. Thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng máng ở trên cây chỉ đủ soi tỏ một khoảng không gian. Tuyệt nhiên không có thấy một ai. Đám mấy người sợ Toàn trúng gió, cho nên hò nhau khiêng vào bên trong. Kẻ xoa dầu, kẻ ấn huyệt nhân trung. Mất một lúc sau thì Toàn mới ú ớ choàng tỉnh. Toàn đem sự đó kể cho cả nhà, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu không tin. Xác của thằng Đạt mới được quấn trong mấy lớp vải liệm trắng toát thì hơi đâu mà đi ra hàng rào đứng chứ. Cả đám lại cho rằng thằng Toàn nhớ bạn, cho nên tưởng tượng mà ra, nên chẳng ai hỏi han gì thêm, lại chia ra mỗi người một việc. Cho đến một giờ sáng ngày hôm ấy, quan khách đến phân ưu, chỉ còn lác đác mấy người. Tính cả người nhà, họ hàng, nhà bà Ngạc tính ra cũng hơn 20 người. Cả đám ngồi ở cái bàn gỗ kê ở giữa sân mà tính toán việc chôn cất cho thằng bé xấu số, không may phải chết trẻ. Còn Thơm là em họ của Đạt, năm đó mới lên 10. Nó theo mẹ làm chân chạy việc vặt cho đám mà. Mọi việc chẳng có gì đáng nói, cho đến khi con bé đang bưng nước cho khách thì nghe tiếng gọi của mình ngoài cổng. Tò mò, con bé chạy ra thì thất kinh hồn vía khi nhận ra Đạt đang đứng ở ngoài đó. Người thì đầy nước, đang nhìn nó chăm chăm rồi nói: Thơm ơi, anh lạnh quá, cứu anh với, anh lạnh quá. Con Thơm thét lên một tiếng, quăng luôn cái bình trà, vừa chạy vừa hét đến nỗi ứa cả nước mắt.
Đến lúc này thì mọi người mới biết là thực sự có chuyện xảy ra rồi. Vì thằng Đạt chết trẻ mà còn chết nước nữa thì sợ nhà sẽ gặp họa mà thôi. Cả đám mặt mày tái xanh, hò nhau đi mời mấy sư thầy trên chùa xuống để mà nhờ thầy cúng quấy giúp cho gia đình. Sau khi con bé hoảng hốt đến nỗi xỉu lên xỉu xuống, một người chú của Đạt đã lấy xe chạy lên trên chùa nhờ sư thầy xuống giúp. Sau khi chiếc Honda khuất dạng ở nơi đầu ngõ, mọi người mới quay lại bàn tán về con bé. Vì chuyện cầu cơ dẫn đến cái chết của Đạt, chỉ mọi người trong nhà mới biết. Đám dân làng còn ở lại đám ma, người thì đồn chết sông chết hồ thì sợ về lôi theo người, người thì cho là bị ma quỷ dẫn dụ để dẫn vào nhà. Ai cũng tâm lý sợ hãi, có người ra về, có người ở lại không có dám ra khỏi cổng. Ngọc Lan lúc này thì mới dấm dứt ngồi kể hết lại mọi chuyện, từ cái lúc cả đám nghe tiếng cười ma quái cho tới lúc Đạt, cho đến khi gặp sự việc quái dị ở ngay bờ sông, ai cũng xanh mặt cho là đã gặp phải chết trôi, đòi mạng rồi. Khoảng một tiếng sau, chỉ thấy người chú ban nãy chạy về một mình. Bước vào nhà, người chú mới ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, phải nhấp một ngụm rượu rồi mới kể lại. Vừa giờ khi lên chùa, tôi kể hết sự tình cho thầy nghe rồi. Thì sư thầy có nói rằng thằng Đạt đã phạm đại kỵ khi cầu cơ là lật bàn để con chết trôi kia nó có thể bắt hồn của nó đi. Thằng bé đã bị nó dẫn ra sông chết lúc tụi thằng Hà, thằng Quý bỏ chạy. Lúc mấy đứa thấy hồn của thằng bé là nó cố xuất hiện để bảo mấy đứa chạy đi, nhưng không được vì bị con quỷ kia khống chế. Nhà này đúng là gặp họa thật rồi. Ngừng một hơi rồi rít thêm điếu thuốc để trấn an tinh thần, người chú run rẩy tiếp tục. Thầy còn bảo thầy giờ chưa xuống được vì đang cầu siêu cho một người tai nạn giao thông. Sư thầy đã dặn là những đứa nào ở trong cuộc cầu cơ ấy phải ở kỹ trong nhà, không được ra ngoài đường vào ban đêm. Cứ lo như vậy trước, rồi phải để một bát cơm cắm cây đũa tách đôi vào để cho thằng Đạt có thể ăn mà không bị đói. Người chú có nét phong trần ấy không khỏi kinh sợ lại tiếp lời. Sau khi nghe thầy căn dặn, tôi chạy xe một mạch về đây đấy. Lúc chạy về đến gần đầu con dốc dẫn vào nhà thì tôi bỗng thấy lạnh gáy, cảm giác có cái gì đó ướt ướt chạm vào cổ vậy. Tôi quay lại thì không có thấy gì, chỉ thấy yên sau từ đâu mà nước đã ướt đẫm cả yên. Tôi kéo ga chạy thẳng vào luôn. Vào tới nhà tôi mới hiểu thằng bé nó đang quanh quẩn ở đây đấy. Phải làm ngụm rượu mới tỉnh táo để kể cho mọi người nghe đây này. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, nhưng đành phải làm theo lời của chú kể lại. Đám đàn ông ở lại canh xác của Đạt, còn đàn bà thì con gái tập trung đi ngủ một chỗ để cho đỡ sợ. Về phần mẹ con của bé Thơm, mẹ nó sau khi nghe sự sắp xếp của ông trưởng họ thì cũng dìu con bé lên trên lầu ngủ. Nhưng con bé tỏ ra sợ sệt một cách tội nghiệp. Nó cứ khóc mà người thì run lên bần bật. Lúc đi ngang qua phòng của Đạt, hai mẹ con chợt cảm thấy không khí lạnh lẽo một cách bất thường. Thứ không gian trong căn phòng ấy u ám và cực kỳ ngột ngạt. Là họ hàng thân thiết, bình thường thì chị hay ghé vào nhà bác Ngạc chơi. Có nhiều khi rảnh rỗi còn ghé phòng của đứa cháu dọn dẹp bụi bặm. Bây giờ có cho thêm tiền chị cũng không có dám bước vào. Hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ. Chị ôm chặt con gái cho nó có cảm giác yên tâm. Vì khóc nhiều nên nó cũng thiếp đi và chị cũng vậy. Đến khoảng 3 giờ sáng, chị bỗng thấy lành lạnh mà người của con bé thì cứ run lên từng đợt. Chị mở mắt thì hoảng hốt giật mình khi đứa con gái đột ngột mở mắt, nhìn chị một cách chừng chừng. Theo phản xạ tự nhiên, chị nằm lui lại. Nhưng khi định thần lại thì chị để ý thấy mắt của nó không phải nhìn chị mà nhìn về phía cửa sổ sau lưng của mình. Chị lạnh gáy, quay lại phía sau rụng rời hồn phách khi thấy một cái bóng mờ mờ sau cửa sổ. Chị bùn rùn chân tay, cảm giác thân ảnh đó cũng là bóng đàn bà. Phần vì tâm trạng sợ hãi cực độ, phần vì không gian tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ được. Nhưng chị chắc là con chết trôi vì tuy mờ mờ, nhưng người của nó thì cứ nhợt nhợt ướt ướt. Bất thình lình bóng của người đàn bà đó cười lên the thé như sát ở bên tai chị vậy. Cái điệu cười he hé quái dị đó làm cho chị kinh hãi gào ầm cả nhà lên. Ngọc Lan đang quỳ mọp bên xác của người yêu cùng với mấy người đàn ông
nghe tiếng tháp đứt gan đứt ruột vọng lại ở trên lầu thì hoảng hồn hò nhau chạy lên. Cả đám giật mình khi nhìn thấy chị run run chỉ ra ngoài phía cửa sổ, miệng thì ú ớ la lên không thành lời. Mấy người đàn ông đánh bạo tiếng ra ngó xung quanh, nhưng tuyệt nhiên là không có thấy gì cả. Lúc này con bé Thơm nghe tiếng ầm ĩ thì mới bị thức tỉnh. Nó giật nảy mình rồi khóc lóc van xin, rồi nằm co ro trên giường chùm chăn khóc mãi. Mọi người dỗ mãi thì nó mới bình tâm trở lại rồi kể. Con đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngay phía cửa sổ kia kìa. Đây này, ngay cái chỗ này này. Con nhìn ra thì thấy người đàn bà ướt như là chuột lột đấy, cứ chừng chừng nhìn con. Con sợ đến nỗi muốn thét lên mà cũng không được, nhắm mắt cũng không xong. Cả người thì cứ cứng đờ ra nhìn nó. Con chết trôi đó nó cứ cào cào vào cửa, rồi nó nói: "Mày không thương anh mày à? Ra đây chơi với anh mày đi." Nó cứ đứng đấy rồi cười. Rồi bỗng thấp thoáng anh Đạt với đôi mắt buồn rười rượi cứ đứng bên cạnh con quỷ ấy. Con sợ lắm. Con bé kể xong thì lại khóc lóc. Mọi người đành ở lại dỗ dành, quên để ý mẹ nó nãy giờ ngồi thu lu ở trong một góc. Từ bé tới giờ chị có thấy nhưng chưa lần nào làm cho chị sợ hãi như bây giờ. Chị không nói được lời nào, không khóc được, cũng không cử động được nữa. Cứ ngồi bần thần một chỗ mà run, cho đến khi Ngọc Lan tới hỏi thì chị bật ngửa cả người ra và lăn quay ra ngất lịm. Ngọc Lan phải xoa dầu đánh gió cho chị một lúc thì chị mới tỉnh dậy. Tối ngày hôm ấy không ai ngủ được cả, cả nhà phải xuống nhà dưới ngồi mà cầu kinh. Thỉnh thoảng nghe tiếng khóc ngoài cổng, tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài đó, lâu lâu vài tiếng ăng ẳng của mấy con chó, hình như nó cứ gặp cái thứ gì đó kinh hãi lắm. 4 giờ sáng, trời đổ mưa to, cả nhà đang ngồi thì bỗng nghe tiếng xoảng ở trên lầu. Toàn và người chú cùng Hà đi lên xem thì hoảng hồn khi phòng của Đạt cánh cửa đã bị bể, mưa tạt cả vào bên trong. Nhưng là điều ghê rợn làm cả đám ú ớ mấy giây là cái bàn cầu cơ bằng gỗ nằm ở phía dưới đống kính vỡ còn lại vẫn đang dính đầy máu, bên cạnh là bùn lầy kèm theo xác mấy con cá và cái đầu chó đang nằm ở bên cạnh. Mấy con cá vẫn còn đang rãy, cái đầu chó thì cứ ngáp ngáp, miệng nó ọc ra cái chất dịch màu vàng nhờ nhợ và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Ai cũng hoảng hồn và không dám lại gần, phải để một lúc sau lấy lại được bình tĩnh mới đem dọn cái đống ấy đem đi. Còn bàn cầu cơ đem xuống dưới nhà, để lên trên bàn để tiện mai hỏi thầy như thế nào. Mọi người ai cũng trải qua một đêm kinh sợ từ khi anh Đạt chết. Nhưng đó mới chỉ là đầu tiên đối mặt với con chết trôi ấy. Lúc ấy là tầm 6 giờ sáng, không hiểu sao ngoài trời vẫn còn âm u, mưa phùn lất phất, ngoài ngõ thỉnh thoảng chỉ còn nghe vài tiếng xe máy chạy ngang qua. Phía ngoài cổng là một bóng người đang tiến vào nhà, đến gần mọi người vẫn cứ còn ngơ người không có biết là ai. Vì người này mặc đồ bà ba màu nâu đen, trán cao, chùm râu dày đặc, đôi mắt tinh anh dưới hàng lông mày rậm làm cho khuôn mặt trông rất là hung dợn. Người chú của Đạt từ dưới nhà dưới đi lên, nhận ra người mới tới thì mừng rỡ đưa vào rồi giới thiệu đây là thầy Minh mà chú mời xuống. Mọi người lúc này thì mới bớt thắc mắc nhưng vẫn còn hơi ơn ớn về cái khuôn mặt hung dữ của ông thầy. Theo những gì mà người chú kể sơ qua thì đám người ở đám ma được biết trước đây thầy là pháp sư hành nghề rất giỏi, có vợ đẹp con khôn. Nhưng trong một lần trừ vong cho một nhà ở phía Bắc, thầy dùng cấm thuật nên đã bị vật cả nhà, mất cả vợ lẫn con, nên thầy đã quyết định lên chùa ở làm phúc đức, nhưng không quy y. Lúc này, thầy Minh ngồi xuống nhìn xung quanh mọi người một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào con bé Thơm và Ngọc Lan, rồi phán một câu xanh dởn: "Hai đứa này, nhà phải giữ cho kỹ đi nha, không thì theo thằng kia là nhà tiêu luôn đấy. Con bé con và nhà chị này là hợp mạng với con chết trôi ấy nên nó muốn bắt xuống. Còn ba anh kia không hợp cho nên nó không có bắt. Thằng Đạt bị là do hất bản cơ đã dẫn đến cái chết của nó. Vì sao thằng Đạt lại bị con chết trôi ấy hành mà không dám hó hé? Bởi vì nó giống như là xã hội của ta vậy. Thằng Đạt chỉ là ma bình thường, còn nó là quỷ mất rồi.
Đặc biệt nó đã chết lâu, cho nên ma mới mà đòi hỏi được những gì đâu cơ chứ. Mẹ của con bé Thơm nghe thấy thầy nói như vậy thì hoảng hốt cả lên. Vậy thế bây giờ phải làm sao như thế nào hả thầy? Ánh mắt lo lắng ươn ướt của chị khiến cho ai cũng cảm thấy thương cảm. Con chết trôi kia trước đây, nó chết khi còn trẻ nhưng mang hận ở trong người rất lớn, lại không được chôn cất đàng hoàng, chỉ làm nấm mộ bên gần bờ sông, cho nên giờ phải tìm cho ra chỗ của nó được chôn cất mà xin cúng bái, hy vọng là bỏ qua cho hai đứa này. Thằng cu nhà thì được thả về với âm ti, chứ ở đó phục vụ cho nó hại người nữa. Thầy Minh im lặng một lát sau rồi lại tiếp. Nhưng vì nó muốn có người ở cạnh hầu hạ nó, cho nên cứ xin trước đã, nếu không được thầy sẽ tính sau. Cả nhà im lặng không có nói gì. Đến lúc này thì Toàn mới buột miệng lên tiếng. Thế mình cúng giờ nào được mới được hả thầy? Rồi thì làm sao mà tìm ra chỗ của nó được chứ? Chuyện đó thì cứ để ta. Nhưng chỉ hai người đứa này đi cùng thôi. Tối nay sẽ đi. Đồ cúng ta để sẵn ở trong nải rồi. Thầy lại nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan, khiến cho cô lúng túng và sợ hãi. Thế rồi thầy đứng dậy đi tới chỗ quan tài đặt xác của Đạt đang im lìm ở trong làn khói sương, đưa tay bắt quyết ấn để giữa ngực cái thây, xong lấy quả trứng gà trên cái chén đang cúng rồi bỏ vào miệng của Đạt. Từ trong miệng, bùn đen ứa ra thối khủng khiếp, khuôn mặt đang tím đen thì giờ chuyển sang trắng bệch. Mọi người xúm lại hỏi thầy vì sao làm như vậy, thì thầy chỉ trả lời là làm như vậy là tốt cho Đạt, không giải thích gì thêm. Thấy vậy cũng không có ai dám hỏi thêm nữa. Đang đứng nói chuyện thì ông trưởng tộc mới tới đưa thầy xem cái bảng cầu cơ và kể chuyện về tối ngày hôm qua. Thầy bảo đem cái bảng này đi đốt rồi lên trên phòng của Đạt lấy bùa dán vào mấy ô cửa kính và dọn sạch sẽ căn phòng. Lại dặn phải để một bát nhang giữa phòng và nhanh chân trở xuống. Ông thầy chỉ tay vào Toàn, Quý, Hà và Ngọc Lan rồi gắt lên. Chúng mày đúng là hết khôn dồn đến dại. Mấy đứa sao lại dại dột đi lấy miếng gỗ đóng quan tài của người ta mà là gỗ từ nắp hòm chứ. Sao lại như thế hả thầy? Quý đứng ngây ra mấy giây rồi sau đó mới dám hỏi. Còn sao chăng nữa hay sao? Nắp hòm của người chết như một cánh cửa vào thế giới âm ti vậy. Đó chính là lối ra vào của người chết và dương thế. Chúng mày lấy gỗ từ đó coi như là mở cửa cho ma quỷ vào rồi còn gì. Thế mấy đứa nghĩ tối hôm đó xung quanh mấy đứa không có ai à? Nó đứng cả xung quanh tụi mày đấy. Ngọc Lan giờ mới giật mình, nhớ lại hèn gì lúc ấy mấy người chơi thì cô cảm thấy cứ lạnh lạnh, còn cả lúc bàn tay ai đó đang sờ vào gáy của mình nữa. Nghĩ lại mà cô rùng cả mình. Xong thầy mới bảo là đem cái bàn này đi đốt đi, để trong nhà lại thêm đại họa bây giờ. Hà nhanh chân làm nhiệm vụ đó, gã cùng Quý mới đem ra đốt. Lúc đốt mùi khét như là mùi thịt cháy vậy. Trong lúc cháy còn nghe tiếng rin rít như là tiếng móng tay đang cào vào tấm gỗ đến rợn cả người. Tới gần khoảng 12 giờ đêm, thầy Minh đứng dậy xách tay nải bảo đến giờ rồi. Giờ thì ra đó là đã được. Ngọc Lan bế thốc con bé Thơm đứng dậy. Bất giác cô giật mình khi nhìn ra cổng, thấy Đạt với khuôn mặt xám xịt nhìn mình, đôi mắt vô hồn lạnh tanh, khiến cho cô đổ cả mồ hôi ra, chân thì run lẩy bẩy. Thầy mới bước vào rồi nói, mày đừng tin, không phải là thằng Đạt đâu. Thằng Đạt đang ở sông rồi. Đây là bọn cô hồn giả dạng để dụ dỗ rồi giấu người đấy. Cứ bình tĩnh bước ra, coi như là không thấy chúng nó đấy nha. Ngọc Lan nghiến răng, run run đi cùng con bé ra. Đi ngang qua bóng hình của Đạt mà cô mím chặt cả môi lại, khi cái đầu từ từ xoay qua theo những bước chân của cô. Nó cứ đứng rồi thì thầm gọi tên của cô, làm cho cô tím tái cả mặt. Ngồi vào trong xe rồi, Ngọc Lan mới thở phào nhẹ nhõm, quay ra xem thử lại cái bóng đã đi chưa, thì một lần nữa cô điếng hồn khi nó đứng ngay bên cạnh cửa xe. Ngọc Lan cắn chặt môi, lại run run quay qua quay lại, giả vờ như không thấy. Mà cũng như chúng ta vậy, con người sống chung với ma là điều từ lâu giờ rồi. Chỉ có duyên âm thì mới có thể thấy được họ mà thôi. Không phải ai muốn là được.
Cũng vì vậy mà nhiều oan hồn xấu đã lợi dụng vào đó để mà làm điều sằng bậy như đứa này chẳng hạn. Thế nên hãy tỏ ra là bình thường, là con sẽ không sao hết. Thầy nói nhẹ nhàng cho Ngọc Lan bình tĩnh lại, rồi mới ra hiệu cho lái xe chạy ra nơi bờ sông. Ra đến nơi cũng là đã gần 1 giờ sáng rồi. Cả ba đi bộ tiến vào bên trong. Bỗng thầy rút ra 3 cây nhang, lầm bầm khấn vái, rồi cắm xuống một bụi cỏ gần đó, lấy thêm một nắm gạo trong tay. Nghe thầy bảo là để cúng cho tụi cô hồn, để cho nó tìm dụng. Ngọc Lan nghe mà khiếp cả vía. Sao thầy lại có thể giao tiếp được với tụi ma quỷ như người bình thường vậy? Vậy lại còn nói toàn những cái ngôn ngữ gì không ấy? Ngọc Lan im lặng, đứng nắm chặt tay của con bé cho đỡ sợ hãi. Làm sao mà không sợ cho được khi trở lại cái chỗ kinh khủng này chứ? Cô nhìn sang thấy con bé mắt nó đã sưng húp, rồi cứ láo liên nhìn xung quanh. Chắc là tâm lý của nó bị ảnh hưởng nặng nề quá rồi. Từ khi mất đi người anh cho đến lúc gặp phải ma quỷ, chắc ai cũng sẽ thế cả thôi. Đang đứng suy nghĩ mông lung thì thầy mới lên tiếng bảo đi vào phía bên trong chỗ lùm cây gần bờ sông. Tới nơi thì thấy phía dưới lùm cây lùm xùm có một mô đất nhỏ nhô lên, cỏ mọc lưa thưa ở phía trên. Ngọc Lan bất giác giật mình khi thấy có một mớ tóc của một người đang đứng ở trên mô đất. Cô hoảng sợ lùi lại, phía sau lưng của con bé ẩn nấp, thì giật mình nhận ra không có gì ở đó cả. Chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi. Rồi bỗng có tiếng động khiến cho Ngọc Lan với con bé giật mình khi nó phát ra ở phía sau lưng của cả hai. Thanh âm đó phát ra rõ mồn một, làm cả hai giật mình quay lại. Từ phía sau, trong cái bụi cỏ lung lay như có người vậy, bất giác hai cô cháu lùi lại về phía sau của thầy. Một con mèo đen từ đâu nhảy ra, khe lên một tiếng rồi bỏ đi. Ngọc Lan giật cả mình, nhưng cô cũng thở phào vì chỉ là một con mèo mà thôi. Quay lại phía của thầy thì thấy thầy đã sắp hết đồ ra rồi, rồi chuẩn bị thắp nhang và cúng lẩm bẩm gì đó. Được một lát sau, gió từ đâu đã thổi qua, không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho cây cỏ gần đấy đã đung đưa và xào xạc. Thầy ngày càng đọc to hơn, tay rung rung cái chuỗi tràng hạc trên tay, rồi đọc ngày càng to những cái câu mà cô không thể hiểu được là tiếng gì. Bất giác Ngọc Lan thấy lạnh người. Quay qua con bé thì thấy mắt mở to trừng trừng nhìn về phía lùm cây phía sau cái mô đất, tạm gọi là một cái mộ. Miệng của nó thì cứ run run như là muốn nói điều gì đó mà không được. Nó bấu chặt tay của cô muốn chóc cả da ra. Ngọc Lan run run quay qua thì hốt hoảng lắp bắp: Thầy. Ngọc Lan hốt hoảng nói không thành lời vì phía sau cái mộ có một bóng đen đang ngồi thu lu ở trong đó. Đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cô và con bé. Cô muốn dắt con bé chạy đến chỗ của thầy, nhưng sao cái chân không có nghe lời. Cứ run rẩy mà cô cũng không nói được câu nào, như là có cái gì đó chặn ở cổ vậy. Ngọc Lan sợ đến ứa cả nước mắt, rồi cứ lắp ba lắp bắp gọi thầy lý nhí: Ở yên đấy, thằng Đạt đấy, không sao. Thầy gọi mãi mà con chết trôi này nó không lên, để thầy nói chuyện với thằng Đạt đã. Ngọc Lan nghe thấy thế, tuy đã biết là oan hồn của người yêu mình, nhưng không sao giấu nổi được cái sự sợ hãi khi mà cái bóng cứ mờ mờ, đen đen, ảo ảo, ngồi thu lu ở trong bụi, mà đôi mắt thì không hề có cảm xúc gì cả. Cứ vô hồn nhìn về phía của cô mà mang cái cảm giác âm u, khiến cho cô nổi cả da gà. Hai người xích lại gần thầy một tí, ngồi phệt xuống đất lầm rầm đọc kinh rồi ôm chặt lấy nhau. Bỗng Ngọc Lan thấy giận giận sau lưng, cảm giác như có cái gì đó tới gần với mình, như cái nhạy cảm của con người khi có cái gì nguy hiểm đến gần thì nó nhợn nhợn như thế nào ấy. Đang từ từ quay đầu lại thì có một bàn tay ướt ướt như lạnh thấu da thấu thịt đụng vào tay của cô. Ngọc Lan hét lên một tiếng kinh hoàng khiến cho cả thầy và con bé giật mình. Quay qua quay lại không có thấy người đâu, nhưng giọng cười thì cứ lanh lảnh vang lên khiến xung quanh ai cũng rùng mình. Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Thầy lên tiếng. Đáp lại câu nói của thầy chỉ là những cơn gió rít lên từng đợt, kèm theo tiếng cười cứ vang vang vọng vọng. Trời quê tháng 7, mặc dù nóng
nhưng sao bây giờ cô cảm thấy lạnh buốt cả người. Tim của cô cứ đập liên hồi sau mỗi tiếng cười ấy. Cô chân chối nhìn về phía vong hồn của người yêu mình, nhưng Đạt đã không còn ở đấy. Ngồi run run, mắt của cô láo liên ráo rác nhìn xung quanh nỗi sợ cùng cực đó. Ngọc Lan đâu có để ý rằng tay của con bé đã lạnh dần từ lúc nào. Bất thình lình con bé Thơm co giật một cách dữ dội rồi rên lên hừ hừ. Khuôn mặt sợ hãi của nó khi nãy bây giờ trông xanh xao. Đôi mắt thì vô hồn, cứ lừ lừ nhìn qua cô rồi nhìn về phía của thầy. Ngọc Lan như chôn chân tại chỗ, muốn lùi lại nhưng lại không được, chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà khóc. Thầy ơi, con lạnh quá. Giọng của con bé lên tiếng, nhưng sao lại nghe khang khác, khàn khàn, đục đục. Đúng rồi, đây là giọng Đạt. Ngọc Lan khóc to lên rồi chụp lấy tay của con bé. Con giúp ta gọi con đó lên đây, ta sẽ giúp con về với gia đình. Thầy vẫn bình tĩnh đáp, trông thầy vẫn vậy, không tỏ vẻ gì là sợ sệt hay run rẩy trước những chuyện quái đản như thế này. Nó muốn bắt em con với người yêu con, thầy ơi, giúp con, con lạnh quá. Nói rồi, con bé cứ ôm khư khư người của nó run run. Con bảo nó, hãy tha cho tụi này đi, ta sẽ gửi hình nhân xuống thế mạng cho chúng, sẽ xây mộ cho nó được nơi ở ấm cúng. Thầy cố gắng thuyết phục, bỗng phía cái mô đất vang lên tiếng rên hi hí, khe khẽ nhưng mà cũng khiến cho ai nghe thấy thì cũng chết ngất đi vì sợ. Đây là lần thứ hai Ngọc Lan đã tận mắt nhìn thấy nó, con chết trôi ấy kinh dị vậy, khuôn mặt nửa bên giống như là mất hết cả thịt, chỉ còn lại là toàn xương, mái tóc ướt át phủ phụp xuống cả xuống, dính bết vào khuôn mặt kinh dị ấy. Đôi mắt lúc nào cũng trợn to ra không hề chớp, cái đầu thì lắc lư nhìn qua nhìn lại rồi cứ nhe miệng ra mà cười. Lúc ấy nó bỗng nhiên đưa tay lên từ từ rồi chỉ vào Ngọc Lan và con bé mà không có nói điều gì. Không, không, không. Tiếng nói của Đạt trong hình hài của con bé làm Ngọc Lan thót tim. Mặc dù Đạt là người yêu của mình, nhưng mỗi lần lên tiếng là cô nổi cả da gà, bởi vì tiếng nói của con bé không phát ra từ miệng, nhưng lại cứ vang vọng như là người đang nói vậy. Người cứ như thế, biết là khó siêu thoát hay không? Ta sẽ làm lễ, dâng đồ cúng, xin hạ bá cho nhà ngươi. Thầy lúc này thì mới gằn giọng nói. Chết. Chết. Đó vừa cười gằn vừa nói không rõ từng chữ, lại lật qua lật lại cái đầu đưa mắt nhìn Ngọc Lan. Ngọc Lan cảm nhận một luồng sóng lạnh chạy dọc sống lưng của người mình, như có ai đó cầm tay cô kéo tới. Ngọc Lan đi như vô hồn tới phía cái mô đất, cố gắng gượng vùng vẫy, nhưng cơ thể không có còn là của cô nữa vậy. Ngay lúc đó thầy Minh mới đứng dậy chụp lấy tay của cô kéo xuống, rồi lầm bầm bấm các chuỗi hạt trên tay. Con chết trôi gào to lên rồi nó biến mất. Con bé nãy giờ đã nằm sụi lơ từ lúc nào rồi, môi của nó tím tái cả lại. Thầy tiến đến lấy một cái miếng giấy màu đỏ nho nhỏ mở miệng cho nó ra, rồi cho nó ngậm lại ra chỗ của Ngọc Lan. Cô vẫn chưa hoàn hồn được, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn sau cái chuyện vừa rồi. Rõ khổ, phải mạnh tay mới dứt được. Thầy hằn học lên tiếng. Kể thêm một chút về vị thầy bùa này. Thầy Minh, nhân một lần trị vong dữ ở ngoài Quảng Ninh, vì đã dùng cấm thuật nên thầy đã bị vật ngược lại. Vì hồi ấy còn trẻ nên thầy không có bị sao, nhưng vợ con của thầy lại không được như vậy. Kết quả đau thương cho người luôn đi giúp đỡ những người khác như thầy là mất đi hai người thương yêu nhất. Kể từ đó thầy đã lên chùa, gọi là quy ẩn chứ không có xuất gia, và cũng rất ít người có thể nhờ thầy giúp đỡ. Cũng nhờ có người chú của Đạt đã từng là người giúp đỡ gia đình của thầy khi khó khăn. Thực ra làm nghề thầy Pháp nào có giàu, tiền cúng dường thì phải làm phước cho người khác, cho dân, cho âm binh, cho cô hồn. Chỉ giữ lại một ít để trang trải cuộc sống mà thôi. Nếu không thì cũng sẽ yểu mệnh, hoặc bị người âm phá cho tan nát gia đạo.
nhà cửa bất ổn mà thôi. Mấy ông thầy bói, pháp sư mà nhà giàu nứt vách thì chỉ là hạng lừa người chứ chả được cái gì trong người đâu. Thầy Minh đã bảo đảm người ấy lừa ai, chứ lừa ma quỷ thì làm sao được. Quay trở lại với thực tại, Ngọc Lan mồ hôi nhễ nhại, chảy ra liên tục, trong khi người của cô cứ ớn lạnh từng cơn. Con bé thì nằm đấy hôn mê, được cô dìu sang bên, nằm lên trên đùi của mình cho đỡ mệt. Về phần thầy Minh, thầy ngồi cắm ba cọc gỗ vào mô đất chia làm ba góc, rồi lấy ba đồng xu, nhìn rất giống mấy cái đồng xu ấn xuống giữa cái mô đất. Tiếp theo thầy lấy ra một mảnh lưới như lưới đánh cá, nhanh tay đốt lên, rồi lẩm bẩm đọc, rồi mắc vào ba góc của cái cọc. Thật là kỳ lạ, lửa cháy nhưng miếng lưới thì lại không hề bị gì, không chảy, không đứt, cũng không có gì xảy ra đối với nó. Vậy mặc dù lửa cháy xung quanh thì rất lớn. Đang lẩm nhẩm đọc thì ngọn lửa đang cháy bỗng dưng phụt lên, bốc lên, chuyển sang cái màu xanh. Chết tiệt, sao lại đúng giờ này chứ? Đại kỵ, đại kỵ. Thầy bấm đốt rồi nói. Bây giờ Ngọc Lan mới thấy vẻ lo lắng thực sự của thầy. Canh con bé cẩn thận coi. Thầy chưa kịp dứt lời thì cả thầy và Ngọc Lan đều hoảng hốt, vì con bé mới ở đây mà đâu mất rồi. Một cơn gió lạnh luồn qua người của Ngọc Lan, khiến cho cô sợn cả gai ốc. Cô quay qua quay lại nhưng không có thấy gì cả, vội đứng dậy chạy theo thầy kiếm con bé, gọi hoài mà không thấy có nó trả lời. Cô chạy phía sau lưng của thầy mà nghe tiếng soạt soạt trong mấy cái lùm cỏ mà cô điếng hết cả hồn. Chạy đến nỗi chân quíu vào với nhau, xém chút nữa thì đã bị té ngã. Nhưng kỳ lạ thay, thì nghe thấy tiếng bước chân bộp bộp phía sau mà khi cô quay lại thì không thấy người. Chạy càng luống cuống hơn và la lên với thầy. Thầy quay lại nữa, đưa cho cô một nhúm cỏ rồi đưa mắt nắm chặt ở trong tay. Ngọc Lan liền nắm chặt thì không nghe thấy gì ở đằng sau lưng nữa. Đang dừng lại thở thì nghe tiếng con bé vang lên. Anh Đạt đợi em với, em xuống chơi với anh này. Cả Ngọc Lan và thầy Minh đều bật người dậy lao như điên ra gần bờ sông, vừa hoảng vừa la to lên gọi nó nhưng vô dụng. Con bé Thơm đang đứng sát bờ sông nhưng không thấy điều gì. Nó đi ra từ từ, vừa đi nó vừa gọi điện tên Đạt, nhưng phía trước mặt sông không hề có một người nào hết. Bất thình lình, chỗ cái xoáy nước có một nhúm gì đen đen mờ mờ, cứ ẩn ẩn hiện hiện lập lờ ở đấy. Vì trời tối, Ngọc Lan không có thấy rõ. Trong lúc cô đang đơ người chưa biết làm như thế nào, thì thầy đã chạy đến bên con bé từ bao giờ. Không ngờ sức của con bé lại mạnh dữ dội. Thầy đẩy, ôm, cản nhưng vẫn không dừng nó lại được. Lúc này Ngọc Lan cũng đã chạy tới phụ thầy. Sau một hồi vật lộn, biết giữ như thế này không xong, thầy Minh mới lục ở trong túi lấy ra hai lá bùa ký tự ngoằn ngoèo, nhúng vào một hũ nước màu đen, mùi hôi đến lợm giọng. Đoạn thầy lấy hai lá bùa, đưa lên kéo một đường từ thái dương xuống tai, vuốt qua hai con mắt. Bỗng dưng con bé Thơm như bừng tỉnh lại, đứng khựng lại. Mặt của nó đỏ bừng lên, la hét muốn lạc cả giọng. Cứu con! Cứu con! Có người ngoài kia muốn kéo con! Trời ơi! Cứu con! Nó vùng vẫy bò lùi lại phía sau, kinh hãi rồi rú lên. Bà ta đang đi tới cái kia! Cứu con! Cứu con với! Nó ôm đầu la hét om tỏi cả lên, và rồi từ tay chỉ về phía xoáy nước. Ngọc Lan quay qua thì thấy cái cục đen xì ấy, nó cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Mỗi lần cứ như thế thì từ từ tiến vào bờ. Ngọc Lan run run ớn lạnh đến cả người, lại không thể làm chủ được cơ thể, cứ toàn bị đơ ra những lúc như vậy. Chết tiệt, ta đã bảo dừng lại mà, con kia. Thầy Minh la lớn khiến cả Ngọc Lan cũng giật mình. Cái bóng đen kia cũng khựng lại. Trong bóng tối chỉ thấy bóng mờ mờ phía xa xa, nhưng sao cái giọng cười của nó cứ vang vọng như đang ở sát ngay bên tai vậy. Giọng cười ma mị khiếp đảm len lỏi vào tai của Ngọc Lan như vuốt dọc cả sống lưng, khiến cho gai ốc nổi lên hết loạt. Giọng cười ma mị của nó ngưng bặt khi thầy hét lên. Mắt của thầy Minh khi đó cứ long lên sòng sọc. Lúc này thì trong khuôn mặt của thầy còn đáng sợ hơn cả con quỷ nữa. Thầy run run lấy ra một quyển sổ mà tự nhiên nước mắt của thầy cứ chảy ra.
đứng yên cứ run rẩy, mân mê quyển sách rồi khóc. Ngọc Lan chưa hiểu được vấn đề gì thì một bàn tay lạnh tanh, dài ngoằng, đen thui chụp lấy chân của cô giật xuống, kéo theo phía sau bờ sông. Ngọc Lan ngã ngửa ra đằng sau, thân đập mình xuống dưới đất. Tiếng thét của cô làm cho thầy Minh giật mình lao tới, rút lá bùa ấn chặt lên bàn tay ở đó. Tiếng gằn giọng ghê rợn rồi chuyển sang cười la cứ dồn dập. Ngọc Lan vẫn chưa hoàn hồn trở lại, cô khuỵu cả người xuống, mặt ráo rác nhìn tứ phía, sợ hãi mà thu mình lại. Thầy Minh từ từ như trong cơn mê sực tỉnh lại. "Con đưa con bé ra khỏi đây gấp đi, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không được quay lại, nghe rõ chưa?" Ngọc Lan run run nán lại, bị thầy nạt thêm cho mấy câu rồi mới đứng dậy đi tới chỗ lay con bé. Cô vẫn chưa hết sợ hãi, đi từ từ tới chỗ của con bé. Nãy giờ nó toàn ôm mặt khóc liên tục. Ngọc Lan dìu nó đứng dậy rồi cứ mon men đi ra chỗ xe. Từ bờ sông ra tới đó cũng xa, chứ có phải ngắn đâu. Mà lúc này thì ai mà dám đi ra, trong khi người bảo vệ cả hai thì ở lại. Ngọc Lan lần ngần rồi cũng quyết định làm theo lời của thầy. Đưa con bé đi ra, được một đoạn thì con bé ôm đầu rồi quay qua cô vừa khóc vừa nói. "Có ai ở trong đầu của em ấy chị ơi? Trời ơi, có ai? Cứ bảo em là quay lại đi. Giọng nói thì nghe ghê lắm chị ạ." Con bé Thơm nói mà nấc lên từng tiếng trông thật là tội nghiệp vô cùng. Nhưng thầy đã căn dặn rồi, dù có gì cũng phải ra đã. Ngọc Lan giáng dịu con bé trong khi nó cứ khóc nấc lên, ôm đầu bảo đau rồi lại bảo cho em quay lại. Ngọc Lan vừa sợ vừa hoảng loạn nên tát nó một cái rõ đau, rồi cô bé ngất luôn. Mòn men cõng nó ra mà muốn kiệt sức. Sau này khi bình tâm nghĩ lại thì cô cũng không biết sao lúc ấy thì lại khỏe đến thế. Chắc là vì ham sống. Lúc ra tới xe, tài xế nhảy xuống dìu con bé vào trong xe rồi mới hỏi thầy đâu. Nghe Ngọc Lan kể lại, anh cũng rùng mình không có dám vào, vì lâu nay đi với thầy anh đã gặp bao nhiêu chuyện. Nhưng lần đầu tiên anh nghe cô kể thầy như thế thì cũng tự rợn người. Hai người đang lo lắng đứng ngồi không yên thì bỗng có một tiếng nổ vang trời đã vang lên từ phía trong ấy. Lúc này đây, hai người đành phải để con bé lại trên xe rồi chạy vào bên trong để xem tình hình như thế nào. Phần vì sợ con bé làm sao, phần vì sợ thầy làm sao. Cuối cùng thì đành khóa cửa xe thật chắc rồi chạy vào phía bên trong. Trở lại với thầy lúc ấy thì tiếng nổ vang lên khiến cho Ngọc Lan và anh lái xe đều thất kinh. Hai người vội vàng chạy vào bên trong để xem xét như thế nào. Cái khoảnh khắc chạm vào tất cả các giác quan của ô không như những gì chị tưởng tượng ra. Một điều khủng khiếp đã xảy ra. Tất cả ở đó chỉ là khoảng không tĩnh mịch, không hề có một chút gió, im lặng đến đáng sợ. Anh lái xe thì đi từ từ đến bờ mé sông, chỉ thấy còn lại một bóng nhảy nhụa màu đen hôi thối ở ngay mép bờ vực sông ấy. Ngọc Lan thì run run bước từng bước tới gần chỗ anh thì xém nôn mửa khi cái mùi xộc vào mũi. Vậy tiếng nổ đó ở đâu? Thầy Minh bây giờ ở chỗ nào? Trong khi những câu hỏi đang được đặt ra trong đầu của cô thì chị nghe thoang thoảng có ai đó gọi mình. Quay qua quay lại không có thấy đâu, nhưng tiếng nói thì cứ vang lên ở bên tai, cứ thều thào, nhưng mà cô nghe rất rõ tên của mình. "Anh có nghe thấy gì không anh?" Ngọc Lan hỏi dồn. Anh lái xe ngơ ngác nhìn thì chỉ không có hiểu mô tê gì cả, nhưng bỗng anh thấy buốt sống lưng như vừa có ai đó đụng vào người vậy. Anh giật mình nhảy thoát ra một cái rồi ngó quanh, không hề có một ai, khiến cho anh nổi cả da gà. Ngọc Lan thì cứ thắc mắc lo là nhìn xung quanh rồi kiếm thầy, thì cô đã khựng lại qua con đường nhỏ dẫn vào một cái mô đất kia. Bóng của Đạt thoắt ẩn thoắt hiện ở bên đó. Hình như Đạt cười với cô, nụ cười không phải ma quái nhưng khiến cho cô sợ hãi. Ngọc Lan ứa nước mắt nhìn người yêu. Bất giác cô vô tình đi tới phía của Đạt, như có một lực nào đó kéo tới. Anh lái xe hoảng hốt khi thấy cô lẩn thẩn đi tới mà ở phía trước thì lại tối om. Anh chạy tới kéo người của cô lại, gọi cô, nhưng cô vẫn cứ đi tới như không có điều gì xảy ra. Ngọc Lan vừa đi nước mắt cứ chảy xuống, miệng thì lắp bắp gọi tên của Đạt,
Nhưng anh thì cứ đứng đó im lặng nhìn cô, rồi từ từ mờ dần, mờ dần. Ngọc Lan chạy nhanh đến gọi Đạt, tìm Đạt trong bóng tối đen kịt đó, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng gió lạnh lạnh thổi qua. Cô sụt sùi khóc, cảm giác sợ hãi của cô chỉ vừa lúc nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại cái cảm giác tiếc thương cho anh, cho thầy. À, thầy ơi, thầy! Anh lái xe kêu lên khi một bóng đen nằm ở phía cái mô đất đó. Cả hai người chạy tới, người thầy vẫn cứ bình thường, nhưng từ mũi của thầy, dòng máu đỏ tươi đang khô đọng lại tại đó. Anh sốc của người thầy dậy, vừa lo lắng cho thầy, vừa sợ gọi thầy mãi. Ngọc Lan cũng nhanh chóng tới bóp tay, bóp chân cho thầy, thì thấy trong túi nải rớt ra một quyển sách. Cô mở ra thì bên trong đó toàn là chữ viết loằng ngoằng không ra hình thù gì. Cô dở đến một trang dính đầy máu ở trong đó. Hai bức ảnh đã phai màu. Cô nghĩ đây chắc là vợ con của thầy. Hèn gì lúc ở bờ sông thầy lại khóc. Trong cái khoảnh khắc tay Ngọc Lan định lật trang kế bên ra, thì một luồng gió lạnh thổi ngang qua khiến cho cô rùng mình. Khi cô chưa kịp lật trang kế bên ra thì một bàn tay khô ráp đã chụp lấy tay của cô. Được, không được lật nó ra. Đóng sách lại ngay đi. Thầy thều thào khiến cho cô giật mình đóng vội cuốn sách lại. Cô quay qua nhìn thầy, khuôn mặt của thầy đã tái xanh lại. Thầy ho liên tục đến nỗi tưởng vỡ cả lồng ngực ra. Xong rồi, ta đã trấn yểm nó rồi. Đi về thôi. Anh lái xe dìu thầy đứng dậy rồi đi ra bên ngoài xe. Mọi chuyện lúc nãy như thế nào vậy hả thầy? Sao con lại nghe thấy tiếng nổ? Ngọc Lan lo lắng đi bên cạnh hỏi liên tục, nhưng thầy không có trả lời. Chị đưa tay ra hiệu với cô đừng có hỏi nữa. Ngọc Lan quay lại nhìn chỗ ấy một lần thì thấy bóng dáng của Đạt đang mỉm cười với cô, từ từ tan dần đi. Lúc ấy cô như nghe được giọng nói của anh. Cảm ơn em. Ngọc Lan khóc thút thít đau lòng khi chỉ vì ham tò mò chị đã đánh mất đi người yêu thương của mình. Mọi chuyện trong gia đình cũng đã trở lại được bình thường. Ngọc Lan cũng trở lại đi học. Con bé Thơm đã được gia đình cho về quê ở Nha Trang đi chơi cho khuây khỏa, quên đi cái chuyện vừa qua. Bẵng đi khoảng một tháng sau, Ngọc Lan có lên chùa thăm thầy thì nghe tin mấy vị sư thầy cho biết thầy đã mất được một tuần trước đó. Trước khi mất, thầy đã giao lại cuốn sách cho nhà chùa, được thầy phong ấn bằng bùa và nhờ nhà chùa giữ, tuyệt đối không được mở ra. Ngọc Lan hối hận vì không lên thăm thầy sớm hơn, nhưng hy vọng thầy sẽ đến được với đất Phật. Thỉnh thoảng, Ngọc Lan có thấy Đạt. Anh cho cô biết là anh ở dưới được ông bà dưới ấy cho đi học làm được chức quan nhỏ ở dưới đó. Cũng sống tốt lắm, cho nên nhiều khi cô có muốn biết, nhiều khi cô biết nhiều chuyện mà cô vẫn ớn lạnh khi kể lại cho mọi người nghe. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.